biết được là ở trong này thì cũng có một em bé gái, là cũng gọi là từ lúc sinh nái là em bé cũng có mọc đuôi, nên là cháu Đào cũng vào xem là câu chuyện là có thật hư như kiểu là người ta đồn không. Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Các bác ạ, hiện tại thì cháu Đào đang có mặt tại bên Đồng Văn. Hôm nay thì cháu Đào cũng từ bên thị trấn Mèo Vạc để vào trong khu vực này. Ở đây là xã Sà Phìn. Hôm nay thì cháu Đào cũng biết được là ở trong này thì cũng có một em bé gái, là cũng gọi là từ lúc sinh nái là em bé cũng có mọc đuôi, nên là cháu Đào cũng vào xem là câu chuyện là có thật hư như kiểu là người ta đồn không. Nên là cháu Đào cũng vào trong khu vực này và hỏi xem, cũng không biết là hiện tại là nhà nào, tại vì ở đây thì bà con cũng tập trung khá là thưa thớt thôi. Tuy nhiên là do là lần đầu tiên đến nên là cháu Đào cũng chưa biết được, cũng vừa ở thị trấn Mèo Vạc vừa đi vừa hỏi đường, thì đến trong này là chúng cháu cũng mất đi vài tiếng đồng hồ rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Đào sẽ qua bên này để hỏi bà xem là nhà của bé gái đó là ở đâu. Cháu chào cô nhá. Đấy, cô chú đi đâu đây ạ? Đi khu cáo. Đi khu cáo, nhưng mà nhà chú ở đâu? Nhà Vinh Trại ạ. À, Vinh Trại, không phải người ở đây ạ? Ừ, không phải người. Thế là cô là hai cô chú đi cùng nhau. Rồi. Bà là người ở đây đúng không? Cháu chào bà. Bà ơi, cháu nghe nói bảo ở trong thôn mình là có một em bé mọc đuôi, là có phải thật không bà? Ô hay tiền nhá, nhá hồi bé lôi giòn đi mua ấy từ mình nhiều hả tiền mua từ từ giá của nhó. Mua nhớ vậy nhỉ. À nhớ vậy đi nào. Tụi mình nhụ à. Tôi một kho đùa lại mà. Nữ hay tiền lại tiền mua nữ mua từ từ nè. Chín mua à? Mua là nhớ từ. Tụi mình chín mất từ má. Lại tiền tôi từ từ anh đi. Chị tuổi. Nhớ từ nhớ nhớ về ni là. Mới lúc po ra ở lúc po từ. Mà nhớ về ni là. Trên này. Vâng. Vâng. Tuổi là. Nhớ. Nhớ là. Vâng, cháu cảm ơn bà nhé. Tuổi lo lo. Rồi, thế là nhà là cũng ở ngay trên này rồi. Chúng cháu là sáng nay cũng vừa đi vừa hỏi đường ấy, thì cũng đi khá là xa ấy, từ ngoài thị trấn Mèo Vạc vào, và hiện tại thì cũng đến trong thôn này ấy, thì hỏi bà thì bà cũng bảo là em bé là ở ngay nhà bên trên này, và cũng bà cũng nói bà là cũng gọi như là giống như là mọc đuôi, tại vì là ở mông của em bé là cũng có một cục u. Nhưng mà hôm nay thì để xem là câu chuyện ấy có thật không, thì cháu Đào cũng đưa tất cả các ông bà cô bác cùng cháu Đào đi và thăm qua em bé. Ở đây thì cháu có mua được sữa và một ít bánh đấy, lên thăm em. Đây, trong này là bà chỉ là ngay trong này đấy. Tuy nhiên là không biết là có ai ở nhà không, tại vì là thôn này khi mà vào đến thì cũng thấy rất là vắng, nhưng là tập trung thì cũng rất là ít nhà. Bên này hầu như là bà con làm nhà ấy là đều nhà nào cũng có cái cổng để đi vào hết này. Xin chào nhé. Chào em nhé. Đây thì là hai cái căn nhà bằng đất này. Em ở nhà với ai đấy? Ôi, đây là một em bé khi mà chưa bước vào nhà là cháu cũng thấy là em là có một đôi chân là không đi đường được này. Mẹ nhớ để từ từ mẹ. Con nhớ để từ từ. Con để từ từ nhá. Ui từ nhớ. Lời thì lúc chế mua tụi mình nhổ một từ 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 là nhớ từ. Ô. Ô lò. Nhớ từ một một tiếng. Thua lò. Thua lò lò. Tí nhớ có ô nhà hát này là chưa? Thế là em bé này luôn đấy các bác. Ê, như cháu Đào cũng vừa hỏi bảo là thế là em ở đây thì là nãy chị vừa ở dưới kia được chỉ là có một em bé là mọc đuôi, thì là em có biết là nhà nào không? Em đấy cũng bảo là em luôn. Vì thế là cũng vừa mới đến nơi và cũng gặp em đấy là một mình khác ở nhà. Hiện tại trong nhà thì cũng không có ai và một mình bé là cũng tự ở nhà thôi. Ui, thế là em là còn là bị cả chân nữa à? Chân em là bị làm sao đấy? Từ lúc bé là bị như thế rồi à? Thỏ mềm mềm chê cắt tơ giống đi đó. Thế em năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Ông hoan tập sống rồi á? Có sống rồi. Mình cô bé 12 tuổi. Thế là đây, em uống sữa nhá. Thế là em một mình khác ở nhà này, chân này thì là ai nấu cơm cho em ăn, bố mẹ đi đâu hết rồi? Ôi tủ nhót thì của cháu bác uống món đâu. Uống nhỉ? Thế mẹ đi đâu? Mua tứ là con nhỉ? Đi làm nương hết à? Ui, đây là một cô bé. Ui, thế cái này là bị làm sao đấy?
我家还没你做没？几把了？12 tuổi, tuy nhiên là khi mà bước đến thì cháu Đào cũng thấy là em bé là cũng gọi là rất là khổ này, chân là bị đau cả chân. Khi bước vào trước cửa nhà ấy thì cháu Đào cũng thấy là ở ngay trước cửa là có hai cái xe lăn. Tuy nhiên thì cháu Đào nghĩ là chắc ở trong nhà ấy là có người già ốm yếu hoặc là như nào. Bước vào trong nhà thì mới thấy là em bé này là chân là như em Đào cũng vừa mới hỏi thì bé cũng bảo là từ lúc đẻ ra ấy thì bàn chân cũng như thế rồi. Nên là từ bé đến giờ là em cũng chỉ ngồi bằng xe lăn và đi bằng cái đầu gối ấy. Các bác có thể nhìn thấy này, ở trong chỗ này là cũng bị chai và sạn hết đây. Chân lạnh ngắt. Như em bé là cũng bảo là có cái đuôi. Tuy nhiên thì nãy em có bảo là em có nhưng mà đi cắt về rồi. Ông mỗi từ tư đó. Ông phua lỏ. Phua lỏ á? Mà nhắc hợp tứ? U xua bà tao. Em bé đang bảo để em cho chị xem qua. Ừ, từ từ nhé, từ từ nhé. Ôi. Đâu để chị xem nào. Ốc tí là sát đó mày. À, đây đây. Thế là trước đây là cũng ở ngay chỗ mông này. Tuy nhiên là cũng đi cắt và ở đây thì cũng lâu rồi. Cái này là bố mẹ đưa em đi cắt lâu chưa? Ô một phải tao hắn tao tê lo lỡ. Ô một phải tao hắn tao tê tốt lỡ. Được rồi, em dậy lên giường ngồi đi cho. Đây đây, em ngồi đây này. Ô dòng đi tao chị tao. Ở dòng đi lỏ. Đây để chị em lên nhé. Khổ nha. Mấy bà táo hay ốc bên đi chán ý không? Thò lỏ. Em bé này là trên người là rất là nhiều vết này. Như ở đây là bị làm sao đấy thế? Con đi mà ô chá. Con nè tháo mè có mốc nè. Mó lỏ. Thế bây giờ còn đau không? Nhìn nhìn mó chỉ mó. Chỉ mó. Một cô bé 12 tuổi. Đáng lẽ là bằng tuổi này thì đồng trang lứa của em ý là vẫn đang đi học. Tuy nhiên thì em là cũng không được may mắn như người khác và cũng chỉ ở nhà thôi. Đấy, như hôm nay chẳng hạn khi mà cháu Đào vào ấy thì bố mẹ cũng đi làm hết và một mình em khác ở nhà. Đấy, bây giờ là đã rơi vào hơn 12 giờ rồi, bố mẹ cũng chưa làm về và có lẽ là em là cũng chưa ăn cơm đâu đúng không? Ồ, chỉ tao nó mỏi á? Nó. Thì em uống sữa vào đi, uống sữa tạm trước nhá. Đấy, cũng vừa mới thấy gọi điện cho bố mẹ về. Ôi, nhìn rất là thương nhỉ. Mà ơ, ý ơ, từ từ mà, ơ, nè, thỏ ơ, hát chẳng mè nè, một phầy đó. Ờ, tí lo lỏ hăng mù. Hăng, lo lo thêm mù lỏ. Tỏ hăng tỏ sông lỏ, bố bó. Chị bó. Chị bó lỏ. Thế như kiểu là, chị hỏi hơi tế nhị một chút, thế như em ấy là, lúc lớn rồi thì mới đi cắt, thì các bạn ấy là có nói gì em không? Ý ơ, mỗi từ từ nì lơ bà hay á chị ơ? Là chị hay. Là chị hay thế nào? Bây giờ phải đợi bố mẹ của bạn đấy về hỏi là có lẽ sẽ được nhiều hơn. Như em là cũng ngày ngày là ở nhà và ở ngay trước cửa luôn này. Đấy, em ăn bánh không? Chị bóc bánh cho nhá. Nhìn rất là thương. Thế bình thường em như này là đi lại là cũng toàn ở nhà thôi đúng không? Đi là bố mẹ có hay đưa ra ngoài đường chơi không? Thế mà mong ơn ông bố kia chỉ tàu mà ơn ơn chị bố bố ông hâu ôi xí. Vui thế nào? Đấy, khi nào bố mẹ rảnh là lấy xe lăn đưa đi đúng không? Hình như là ở bụng em còn bị làm sao nữa đúng không? Đấy, em ăn đi. 12 tuổi nhưng mà nhìn rất là bé. Đấy, rất là còi. Ô, hùa thò mà. Đấy, em bé tên là Thò. Đấy, này là đi đường là cũng chỉ bằng hai cái đầu gối thôi. Và cái bàn chân ấy là cũng gọi là hai ngón này thì không có này. Ui. Thế em bình thường như này là em có thấy đau ở chỗ nào không? Yêu nhau ni bố bỏ mó có tứ? Chỉ mó. Chỉ mó là? Ừ. Nhau hông con ni bố mó? Chỉ mó. Chỉ mó là? Ừ. Mà xây ca tơ này như chân như thế là bây giờ là có còn đau không? Cũng không đau à? Ừ. Đấy, bố mẹ là đi làm nương tận đâu? Con ni ở chỉ mùa tết bố tứ? Làm mùa bắt đó. Ồ, hồn được lo lắm. Ừ. Mình thương quá nhưng mà cũng không biết là làm kiểu gì các bác ạ. Nhà Thảo, ông nhỉ, ông chỉ là cho ông một phầy hót tứ. Một phần đã không nhỉ. Một hót nhỉ lò. Ừ. Nhưng bé cũng bảo là trước đây thì bố mẹ cũng đưa xuống dưới Hà Nội. Nhưng mà không phải là lúc bé đi rồi. Mà là em đấy cũng lớn và cũng biết được là mình có
mặc một chiếc đuôi. Lúc đấy thì là bố mẹ cũng đưa đi xuống dưới Hà Nội để cắt. Đấy, em ăn đi. Đấy, còn sữa đây này, em uống đi. Cái kia hết chưa? Uống tiếp không? Chị bóc cho nhá. Ừ. Đấy, em là cũng đói rồi. Thế em là nhà mình là có mấy chị em? Ô bố mua ô dạ ô chê ô nì ô chì dù toàn là tôi mới nhớ. Ít tuần nữ ha, bếp tuần này lắm ô tuần này lồm cảnh đó. Mà sao ta ta mà hắn đâu tú? Có. Ừ. Ô giờ tú tỉ hắn đó. Ừ. Ừ. Tú tỉ tú giàu lại lò. Ừ. Bố gió? Ừ. Ừ. Ấy nhà là cũng có khá là đông anh chị em, ấy cũng có ba chị là đi lấy chồng và hai em nữa thì đi học. Ấy em này cũng gọi là ở giữa giữa rồi. Vậy đây là mẹ mẹ em à phải không? Rõ nè chị rõ. Đây có một là cô vừa lấy cỏ về đây này, tuy nhiên là không biết là có phải là mẹ của bé không. Ấy em cứ ngồi ở đấy đi. À, cháu chào cô nhé. Ừ. Giờ ông tuấn nè đấy. Giờ ô giờ nè. Ô giờ nè à, mẹ của em bé Thò. Thế là cô là vừa đi đâu về à? Đi lấy cái cây này về để đun bếp á. Rồi cho ni là trao tặng rồi. Ấy giờ cho là trao tặng. Chị phát lộ à. À cô cũng không biết tiếng à. Ấy trượt trượt chị phát lộ à. Vâng, thế cô là năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Ô muốn hắn tập sống là. Ô là. Ô lóc cho bé à. Lóc cho bé. 453 tuổi rồi. Vâng, thế cô cháu mình vào nhà một tí nhỉ. Ờ bé lo chế rõ á. Đây cô ngồi đây này, ngồi với lại em bé đây. Cháu vào là cũng thấy mỗi em Thò là ở nhà. Đấy, cô chú là cũng đi làm hết rồi. Ui, thế là như em Thò này đấy, là cháu nghe nói bảo là trước đây là vừa đẻ ra là cũng có một cái đuôi phải không hả cô? Có phải thật không? Ừ, tôi chỉ bác là hàng tìa Thảo như kho dù là mũi từ tư bởi đó, từ mềm này. Mũi từ mũi lúc bó. Lúc bó lo đi chả? Lúc bó... Ông bố ta u xuống rồi. À, ớt xuống rồi. Lúc bó ở ủy thông bó thế nào? Ủy thông bó là như mũi. Lo đi lo. Mùa phụ mình lại lo là như họ chỉ lo là chỉ lo là mà thầu là ý là thì phải mà nữa lo tôi là thầu mà thầu nhiều khoai dù mà chỉ lo thế lấy lo bao thế này thế mà như lo rồi lo rồi tôi là thế mà phụ mình lại thầu nhiều khoai dù là mà lo đi là mà giống như là từ từ lo chỉ cho này ấy lúc khó xa đấy ấy lúc khó xa thế là cô cũng bảo là cũng là thật. Tuy nhiên thì lúc vừa mới đẻ ra ấy thì là có to bằng này này các bác, xong rồi về sau thì ở nhà ấy là càng ngày càng thấy to và cô chú cũng đưa đi xuống Hà Nội. Thế là em bé là được mấy tuổi là cô chú mới đưa đi để cắt à? Muốn là sống này thiết sao được bù phấy? Tới mà cào xong à? Cào xong, ui. Cào xong thêm cho một lại. Ui, thế là cũng vừa mới đi cắt cách đây 2 năm thôi đúng không? Nếu như không một lò táo xong hả? Lúc mà em bé được 10 tuổi rồi thì cô chú mới đưa xuống dưới Hà Nội để cắt. Thế thì là như em bé là lúc đi là cắt là nó to bằng nào à cô? Ý là tháo này cho một phái nữ lo đi trả lỡ. À, cho một phái nữ chỉ lo hơn tao thế à? Chỉ lo hơn tao nó. Dên lưỡi lúc chỉ đùa đấy. Ý lúc chỉ đùa nó? Lưỡi lúc chỉ đùa đấy. Thế như em bé này là người ta cũng nói như thế là lúc cháu đến đầu làng hỏi thì ai cũng bảo là em bé mọc đuôi. Tuy nhiên thì như thế là có ai nói gì không à cô? Ý là nếu mỗi tụ tứa thì mà lấy cho nhân đi lợi bởi hài á chỉ nữ. Là chị hai đấy à, là chị họ mỗi lúc bố này mọi dành xa tôi sợ cho lưu chứ. Nếu là lại lúc bố này thảo à, chị tao một lại lúc bố mà mỗi tao hào. Mỗi tao hào. Nếu là như một lại lò mà chị mỗi là thế à. Mà là cho nhau hào gì rồi, như các chị hẹ chị dạ? Nếu là chị hẹ chị. Cũng không ai nói gì, tuy nhiên là cô bảo là lúc mà em bé có một cục u ở sau lưng ấy, như nãy cháu Đào cũng vừa xem ở đầu thì em hay bị đau lên trên đầu. Nên là giờ đi cắt về là em cũng đỡ hơn rồi. Thế còn đôi chân của em bé Thò là từ lúc đẻ ra là cũng bị như thế thôi hả cô? Mà xưa nữa xảy ca tơ ní. Thò dù lo ca dòng ly là lỡ. Thò dù lo mà dây chỉ mua rõ. Chị hôm nay cho bé mà thêm mua rõ. Chị hôm nay cho đá dây chỉ mua rõ. Ố xảy tao dây chỉ mua rõ. Ố xảy tao chỉ mua rõ. À xưa mô mô à xảy tao chỉ đi chả nhỏ lì. Xảy này ca đi chả dân 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 d
mô mô lì nè. Ừ, cho nên mô mô chạy tàn này, vậy mô mô chỉ bỏ rộng à. Ừ, thảo tư nâng có rộng lì lò. Ừ, nè, cho tao bếp nông nè, xì mô mô thì chạy lé lìa cho dù ôi chạy quá. Thảo ý mô thì chạy lót lót thế mô nè, ồ, chỉ mô nhó lì. Ừ, như đôi chân của em bé là từ đoạn đầu gối lên trên kia là có cảm giác, còn là từ đoạn bên dưới với bàn chân ấy là cũng không có cảm giác từ lúc bé đến giờ rồi, cũng gọi là rất là khổ. Đấy, hôm nay thì cháu Đào cũng đến ấy và cũng tham qua thì thấy hoàn cảnh gia đình ấy cũng còn gọi là rất là khó khăn. Như ở đây là một cái căn nhà trình tường bằng đất, cũng gọi là làm khá là lâu năm rồi. Thì hiện tại là cháu Đào cũng vẫn còn giữ tiền quỹ người nghèo của các cô các bác ấy, là cháu cũng xin phép là trích ra và trao cho em Thò là 500.000 đồng của nhóm cô Duyên. Đấy, cô Duyên và nhóm thiện nguyện ở Canada. Hiện tại là quỹ vẫn còn 500. Thì hôm nay là đến đây là thấy em bé như thế cũng rất là tội và rất là thương em. Thì cũng thay mặt các cô là trao lại cho em Thò, cũng như là để cho cô ấy là có thể là mua được bao gạo và cân thịt cho em đấy là bồi bổ các bác ạ. Như đây là cái bàn chân ấy, cháu nào cũng có. Hả? Đấy, thì là cô có thể là đưa em bé đi khám nhé, tại vì với cái tình hình này ấy, là cháu vào là cũng thấy là em bé là chân ấy là mấy hôm nay cô cũng bảo là đau nhiều, cũng như là có một vết thương ở cổ chân ấy là cũng hở toạc hết ra, nhìn cũng rất là xót. Yeah, nông ní tôi mà u tôi xuống bỏ tôi mình nhổ mau mau đi thế mà u hát chèn ca lại chập bò cho giờ lấy nhỉ mà u giờ bỏ chip của ót ra tôi mình nhổ mù hâu dễ sinh xùa nhé. Ừ, vậy ót ngay cho bỏ cho nhà chế mà chỉ mua một sản mà. Vâng, đây là tiền của các bác đấy, cháu cũng đi xong rồi gặp hoàn cảnh khó khăn thì cũng thay mặt là cô bác là trao lại cho cô nhé. Ui, đây là của cô Duyên và nhóm thiện nguyện ở Canada nhé. Đấy, đấy đưa cho cô để cô là một cháu mà mẹ muốn chia tay một cháu đấy. Dạ vâng, ôi cô cũng gửi lời cảm ơn đến các cô cũng có tấm lòng là gửi đến bà con trên này. Như em bé này thì thật sự là khi cháu Đào bước vào ấy cũng rất là thương. Cái bạn này thì là ở bên thị trấn Đồng Văn, còn cháu Đào thì ở Mèo Vạc. Đấy, sáng nay thì cháu cũng vừa đi vừa hỏi đường ấy, là đến đây cũng gọi là mất mấy tiếng đồng hồ rồi, vì đây cũng lần đầu, với lại là nhà của bé cũng không phải ở ngay xã hoặc là trong huyện, ở trong thôn sâu xa cơ. Đấy, như chỗ này là cô phải đưa ra ngoài viện khám xem là như thế nào nhé, tại vì là như này cháu để sợ là ở nhà là bị nhiễm trùng đấy. Cái này có bị ngã hay làm sao không mà nó lại toạc ra như này à cô? Nó to rồi cha nó thế. Nó chín to nhá nhá, cha đi trong cái phố phố nhá nhá, nó sẽ liền đi chứ. Nó liền đi chứ. Đấy, khu vực này thì rất là nhiều ruồi. Em ngồi này là ruồi bao cái chân đen hết này, là sợ nó bị nhiễm trùng ấy. Đấy, như hai bàn chân là chỗ này là khu vực bên trong ấy là cục xương bị lõm vào trong này. Như bàn chân bên này thì nhỏ hơn bên kia một chút. Hay là tại cái bàn chân nặng quá nên là mới bị toạc ra nhỉ cô nhỉ? Ý là con đi nhà đồn được thiết lý giải ơn ý tôi à? Con này nhà mình chỉ thấy cho xảy tao sẽ tỉ xảy nhau liền. Lúc bó giỏ này thế chỉ mất sự. Ui, từ từ đấy cô ạ, sợ sợ em bé đau ấy. Ui, thế là không có xương luôn à? Chỉ một bát xa nhá hao lỏ. Hao này sẽ dòng sự chỉ một bát xa, à thì không một mũa này sẽ này. Ôi, ui, đau đau cô ạ. Đấy, tại vì em bé là đang bị hở hết cả cái bàn chân ra rồi. Một cái vết thương như kiểu là ai chém qua ấy, tuy nhiên thì cũng không bị ngã. Tự nhiên là nó cũng bị hở vết thương ra như thế. Và khi mà cô cầm vào ấy là bàn chân có thể là lung lay được hết các mọi phía luôn, không kiểu như là bên trong là cũng không có xương ấy. Đấy, cô cũng bảo là cầm nắn đi đâu cũng được. Cái này là cô đưa ra viện nhá. Thế là chú là đi đâu rồi, chú có ở nhà không? Hả? Tù chi vừa nhắc là chị. Chị mà gió. Ủa gió tứ. Ủa có tỏ lông tông. Lông tông. Thế là tối chú có về không? Món tôi lò chỉ lò. Mà lò mà. Lò lò. Ừ. Thế mai cô chú sắp xếp một ngày xong rồi đưa bé Thò ra viện nhá. Ừ. Căn tù tù chi lò mà nè ổn thì chi xa tù mình nhổ mùa cho xanh nhá. Mùa thì khó này mùa là tế chỉ bó khó lò. Mùa là bú chua chuồn thế rồng nè. Ừ, chạy hầm mất chuồn chua thế là tế chỉ bó khó nữa nè. Chạy hầm mất chuồn chua thế à. Cứ để như thế ở nhà là không ổn đâu cô ạ. Cho họ chết đi mà ít chẳng được chỉ dùng tàu nó lư rồi. Dạ, nhớ này tôi sẽ xó anh cháy lư nè. Mà mùa ít xanh thì cháy này chạy lao tới chỉ bó nó yêu khó nè. Lời dùa chua bố bên chua nè. Ba anh cháy mất chuồn chua thế nè. Dạ vâng. Đấy, cô chú đang bảo là đưa em bé đi ấy thì như này thì cũng không biết chữa kiểu gì. Đấy, tức là bây giờ ấy, chân thì gọi là không vẫn đi là người ta vẫn rửa vết thương cho thì đỡ hơn là ở nhà. Còn cứ ở nhà ấy, thì là cũng sợ nó bị nhiễm trùng. Vâng. Có đau không à Thò? Cái vết này ấy. Cái mót chỉ mót. Chỉ mót hả?
Đấy, cái này thì như người bình thường ấy thật sự là cũng rất là đau rồi. Tuy nhiên thì em Thò ấy là do là cái đoạn chân từ đầu gối đi xuống ấy là bị mất cảm giác nên là cũng không cảm nhận được là đau nữa rồi. Đấy, chúc Thò là nhiều sức khỏe nhá. Chắc là chị là đi về thôi. Đấy. Ông mà nhó hả? Mà nhó mình chính đây mà muốn. Mà nhó u cho một chê à? U nhó mèo mạc lò. Vâng, cháu ở tận mèo mạc cơ. Dạ vâng. Nhó la lấy cháu về. Vâng. Cháu xe mà mà mất chê cháu. Dạ vâng. Chưa tụi mình nhó cháu xe về. Dạ vâng, cháu cũng thay mặt là các cô thôi. Đấy, chúc Thò là nhiều sức khỏe nhá. Đấy, một là cô bé cũng rất là đáng thương. Đấy, chúc em luôn luôn là có thật nhiều sức khỏe nhá. Đấy, gọi là cô bé là thiếu đi sự may mắn. Vâng. Dạ vâng, cháu chào cô nhá. Thế là mai chú về là cô chú đưa Thò ra viện nhá. Căn tú này sao được muốn đi sinh chùa. Vâng vâng, cháu chào cô ạ. Dạ. Ê, các bác thì hôm nay là cháu Đào cũng khi mà nghe tin ý, thì cháu Đào cũng đến và thăm. Tuy nhiên thì trước khi ở nhà đến ý, cháu Đào cũng chỉ nghĩ là em bé là kỳ lạ một chút là một cái đuôi ở đằng sau thôi. Tuy nhiên khi đến thì cháu Đào rất là bất ngờ vì cả cái bàn chân của em đấy là cũng không đi đường được. Và bình thường mà di chuyển ấy, thì em cũng di chuyển bằng hai cái đầu gối. Như nãy cháu Đào quay qua thì đầu gối của em là cũng bị chai sạm hết do là di chuyển ở mặt đất ấy. Ở đây là cũng rất là nhiều cô là vừa đi lấy cây ngô. Đây là cây củi của bà con ở trên vùng cao. Em chào chị ạ. Vừa đi lấy cây ngô về hả chị? Ui, chị vác nhiều thế. Thế nhà mình là ở đâu chị? Nhà mình ở đây. À, nhà trên này luôn à? Vâng. Ở gần nhà bé Thò à? Vâng. Dạ vâng. Em vừa mới ở nhà em Thò về. Vâng. Ở đây là cũng có hai em bé này. Đấy. Trong cặp cháu Đào là vẫn còn có kẹo của cô Catherine. Vâng. Các bác còn là có lẽ là nội dung này thì cháu Đào cũng dừng lại ở đây thôi. Cũng cảm ơn nhóm cô Duyên rất là nhiều. Đấy, cũng có phần quà dành tặng cho chỗ nhà em Thò. Em đấy là cũng có cơ hội để đi xuống viện để khám lại cái chân. Còn bây giờ thì có lẽ là cháu Đào cũng dừng lại nội dung này ở đây thôi. Cũng hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thước phim tiếp theo thôi ạ.